Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của việc Mỹ Television và ngay sau đây là phần mở đầu với bản tin Hoa Kỳ cùng với sứ ngôn viên Jenny Thái. Tổng thống tân cử Donald Trump họp báo lần đầu tiên. Trong cuộc họp báo công khai kể từ khi đắc cử tổng thống, ông Trump lần đầu tiên công nhận rằng có thể Nga đã can thiệp vào bầu cử Mỹ và tự tin dự đoán về mối quan hệ với nước này. Mở đầu cuộc họp báo, Trump cảm ơn các cơ quan truyền thông đã đến dự. Đây là cuộc họp báo chính thức đầu tiên kể từ ngày Trâm, 27 tháng 7 2016, ít ngày sau khi ông giành được đề cử của đảng Cộng hòa để ra tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, từ lúc đắc cử vào ngày 8 tháng 11 2016 đến nay, thì ông Trump chưa hề có cuộc gặp chính thức nào với báo chí, ông chỉ gặp kín một số nhà báo, hoặc là đài, hoặc là trả lời phỏng vấn độc quyền bên lề. Dưới thời tôi, nga, Trung Quốc, Mexico, Nhật Bản và nhiều nước khác sẽ kính trọng Mỹ hơn rất nhiều so với hiện tại. Tổng thống Tân cử Trump tự tin obamacare là một thảm họa và đó là rắc rối của đảng dân chủ chúng ta sẽ lật lại và thay thế obamacare cũng là làm một điều tốt cho đảng dân chủ trong tuyên bố tỷ phú đắc cử trump tiếp tục nhấn mạnh chính sách bảo hộ nhân công trong nước của mình ông tuyên bố các công ty có thể đưa công xưởng của mình đến mọi nơi miễn là trong nước mỹ vượt khỏi biên giới mỹ đến mexico lại là một vấn đề khác khi đó họ sẽ phải đóng một mức thuế biên giới rất nặng tổng thống tân cử mỹ cho biết trong hai tuần đầu tiên sau khi nhậm chức, ông sẽ tiến cử người mình chọn vào vị trí thẩm phán tòa án tối cao Hoa Kỳ. Câu trả lời cuối cùng của ông Trump là về quan hệ với Nga. Sau đó thì ông nhanh chóng kết thúc cuộc họp báo mà không để cho báo chí được hỏi thêm. Kính thưa quý vị. Mật vụ Mỹ lo sốt vó bảo vệ lễ nhậm chức của ông Donald Trump với sự tham dự của 2 đến 3 triệu người, lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tại đồ Capitol vào ngày 20 tháng 1 được coi là một trong những thách thức an ninh lớn nhất trong lịch sử hiện đại Mỹ. New York Times dẫn lời các cơ quan chức cấp cao tham gia lên kế hoạch lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết, chi phí an ninh ước tính cho sự kiện trọng đại này hiện đã lên tới 100 triệu đô la. Thượng nghị sĩ Rob Blum của Đảng Cộng Hòa, người đứng đầu Ủy ban của Quốc hội chịu trách nhiệm lập kế hoạch cho lễ nhậm chức nói. Cộng đồng tình báo xác định đang có nhiều mối đe dọa tài lễ nhậm chức này hơn bất cứ lễ nhậm chức nào khác và mối đe dọa đến từ nhiều hướng hơn hẳn so với trước kia. Khoảng 3.000 cảnh sát và 8.000 cảnh vệ quốc gia được huy động để làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đám đông và kiểm soát giao thông ở thủ đô Washington, DC và tuần tra khu vực đồi Capitol, tượng đài và các khu vực khác trong thủ đô. Sở Cảnh sát Washington đã phối hợp cùng Cục Công viên Quốc gia và Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI nhằm theo dõi, nghiên cứu các nguy cơ an ninh và khủng bố, đó là chưa kể đến các con số 5.000 quân nhân khác được triển khai ở các chốt kiểm soát di động. Thông thường lễ nhậm chức bao gồm 5 phần chính, tổng thống đắc cử tuyên thệ nhậm chức, biểu diễn nghệ thuật và tổng thống đọc diễn văn. Tiệc trừ tại quốc hội, tổng thống diễu hành trên đại lộ Pennsylvania và từ quốc hội đến Nhà Trắng vào buổi chiều và đến tối thì Tổng thống cùng gia đình chuyển tới Nhà Trắng. Số tiền chi trả cho các hoạt động trong lễ nhậm chức do Ủy ban nhậm chức Tổng thống và chính quyền liên bang đứng ra chi trả với chi phí ước tính từ 180 đến 200 triệu đô la. Lý do tiểu thư Úc của nhà Obama vắng mặt trong lễ chia tay của cha mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 10 tháng Giêng đã nhân bài phát biểu chia tay trước khi kết thúc nhiệm kỳ để ngợi khen hai cô con gái của mình. Tuy nhiên, chỉ có cô chị Malia có mặt, trong khi Sasha hoàn toàn vắng bóng. Tổng thống Obama tối 10 tháng Giêng đã có bài phát biểu chia tay tại cung điện McCormick ở thành phố quê nhà Chicago, đi cùng ông trong chuyến trở về quê nhà này có đệ nhất phu nhân Michelle và cô con gái lớn Malia. Sự vắng mặt của tiểu thư Úc Sasha đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận khi cộng đồng mạng liên tiếp đưa ra hashtag Where is Sasha? Sasha ở đâu vậy? giải đáp thắc mắc này, thì một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Obama cho biết Sasha không thể trở về Chicago dự lễ chia tay của cha vì cô phải chuẩn bị cho buổi thi vào sáng hôm sau, 11 tháng Giêng tại Washington. Sasha, năm nay 15 tuổi, đang theo học tại trường tư thục Sidwell Friends ở Washington. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Obama đã dành những lời ngợi khen cho hai cô con gái, Malia, Sasha, các con đã trở thành những cô gái tuyệt vời, thông minh và xinh đẹp nhưng quan trọng hơn là các con là những cô gái nhân hậu, chính chắn và đầy ấp khát vọng. Các con đã dễ dàng vượt qua những áp lực đối với vai trò người của công chúng. Một trong những điều tự hào nhất trong đời cha là được làm cha của các con. Những di sản của ông Obama sau hai nhiệm kỳ, sau 8 năm ở Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama đã để lại những di sản đáng nhớ trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc thúc đẩy thông qua nhiều chính sách quan trọng mang đậm dấu ấn cá nhân của riêng ông. Tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên, việc trở thành tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ đã đặt ra cho ông Obama nhiều thách thức, bao gồm những nghi vấn kéo dài suốt nhiều năm về nơi sinh của ông mặc dù sự phân biệt chủng tộc vẫn còn dai dẳng ở Mỹ trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, nhưng một thế hệ của người Mỹ gốc phi trẻ tuổi đang nhìn vào đương kim Tổng thống như một hình mẫu để họ có thể vươn lên và giành lấy những vị trí cao nhất trong chính quyền. Tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden tháng 5 năm 2011, Tổng thống Obama đã ra lệnh tiến hành một cuộc đột kích vào hang ổ của Osama Bin Laden, thủ lĩnh thành lập tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở Pakistan và tiêu diệt trùng khủng bố khét tiếng này. Tổng thống Obama cũng các quan chức cấp cao của Mỹ đã theo dõi cuộc đột kích qua màn hình tại Nhà Trắng. Thẩm phán tòa án tối cao Mỹ năm 2009, khi lần đầu tiên nắm cơ hội bổ nhiệm thẩm phán tòa án tối cao, Tổng thống Obama đã lựa chọn bà Sonia Sotomayor làm người Mỹ gốc Latin đầu tiên cho vị trí quan trọng này. Nói về đạo luật chăm sóc sức khỏe thì bất chấp những tranh cãi qua lại, một vụ kiện tại tòa án tối cao cùng những cam kết của phe Cộng hòa nhằm bãi bỏ đạo luật chăm sóc sức khỏe, khoảng 20 triệu người dân Mỹ đã được hưởng lợi ích từ chương trình chăm sóc sức khỏe trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2016 thông qua một chương trình mang tên của Tổng thống Obama là Obamacare. Nỗ lực tăng lương tối thiểu, Tổng thống Obama đã cố gắng thúc đẩy việc tăng lương tối thiểu cho người lao động tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông chủ tòa Bạch Ốc đã vấp phải sự phản đối của những người không ủng hộ đề xuất này của ông tại Hạ Việt, nơi có phần lớn thành viên của đảng Cộng Hòa. Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược START tháng 4 2010 Tổng thống Obama và cựu Tổng thống Nga là Medvedev đã ký hiệp ước START mới nhằm để cắt giảm vô số vũ khí hạt nhân chiến lược xuống còn một nửa vào năm 2018. Những di sản của ông Obama sau hai nhiệm kỳ tiếp theo, thỏa thuận hạt nhân Iran, mặc dù vấp phải nhiều sự phản đối nhưng thỏa thuận hạt nhân Iran đã hạn chế việc làm giàu uranium tạo ra một hệ thống cho việc giám sát các cơ sở nghiên cứu hạt nhân và cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt nếu thỏa thuận này bị vi phạm, giải cứu ngành công nghiệp ô tô Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Obama đã cấp cho ngành công nghiệp ô tô Mỹ cụ thể là hai ông lớn, Chrysler và General Motors, các khoản vay trị giá hàng tỷ đô la để vực dậy lĩnh vực này, ủng hộ hôn nhân đồng giới tháng 6 năm 2015. Tòa án tối cao Mỹ đã ra phán quyết cho phép các cặp đồng giới trên toàn bộ 50 bang kết hôn theo quy định trong hiến pháp nước này, đánh dấu chiến thắng lịch sử của cộng đồng người đồng tính tại Mỹ. Tổng thống Obama đã gọi đây là một thắng lợi cho nước Mỹ. Để tiếp theo những di sản của ông Obama sau hai nhiệm kỳ, nếu nói về giải Nobel Hòa Bình, thì vào năm 2009, chỉ vài tháng sau khi nhận nhiệm sở, Ủy ban Nobel Na đã thông báo trao giải Nobel Hòa Bình cho Tổng thống Obama vì những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, trở thành một nhà hoạt động cho tiến trình giải pháp vũ khí hạt nhân và giúp đỡ những người Hồi giáo ở Mỹ cũng như các nước khác, bình thường hóa quan hệ với Cuba. Vào tháng 3, 2016, Tổng thống Obama đã có chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Cuba và gặp Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Đây là chuyến công du đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm tới quốc đảo Caribe trong suốt 88 năm, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Trong hai nhiệm kỳ của tổng thống Obama, Mỹ đã tích cực thể hiện vai trò là nước đi đầu trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Vào năm 2015, 194 nước đã ký hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris với mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, phát triển các sáng kiến năng lượng sạch và kiểm soát tác động của việc tăng nhiệt độ trái đất, phục hồi tình trạng suy thoái khi Tổng thống Obama tuyên thệ nhậm chức cách đây 8 năm, thì nền kinh tế Mỹ đang chật vật vượt qua tình trạng tồi tệ nhất trong nền kinh tế từ sau cuộc đại suy thoái. Từ đó tới nay, thì tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã giảm đáng kể và nền kinh tế đã tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Thưa quý vị, đó là những bản tin về Hoa Kỳ. Phương Ni và Jenny Thái sẽ trở lại trong ít phút quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị.